Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này thì em có hai cặp loa của Pioneer, gồm có hai bát 16 các bác nhé. Đây em đã tháo hai bát 16 này. Đấy, dòng này đây là cái súp này, các bác nhé, súp úp ngược này. Đấy, dòng này rất là chất luôn. Đây cũng là một cặp loa Pioneer bát 14 này. Đấy. Ở đây có một cặp loa một cân thanh lý cho các bác này. Cặp loa thanh lý cho các bác là 200.000 đồng các bác nhé. Củ to bằng mặt luôn, bát 14 Onkyo Malaysia 25W một loa. Và ở đây thì có một âm ly rất là khủng của Dolong, nặng 17 cân các bác nhá. Âm ly thì bật nguồn đóng le nhưng mà không test, không ra tiếng các bác nhá. Các bác lưu ý là bật nguồn đóng le công suất nhưng mà không ra tiếng. Con này em đang thanh lý một đèn rất là cao AVR 3801 17kg, nguồn quá khủng luôn các bạn nhé. Dòng này dòng 7 kênh 14 sò sa ken, tản nhiệt được kéo dài sợ rất sâu các bạn nhé. Nội thất cực kỳ khủng, nặng 17 cân các bạn nhé, 17 cân. Giá thành lý 1.300.000 đồng không bao ship. Lên nguồn đóng le nhưng không hát các bạn nhé. Đau đầu thành lý lỗ cho các bác này. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin, chưa đồng chạm sửa chữa gì luôn các bác nhé. Nguyên zin chưa đồng chạm sửa chữa chứ luôn. Đấy, dây nguồn về lại bị cắt rồi. Đấy, em cắm em test thử đây. Đấy. Máy rất là khủng, 17 cân. Đấy, các bác nhìn thấy dàn sò sạc ken ở dưới đây, thông số đời lông, dòng hàng xuất này, điện 115-230V, công suất là 400W này. Hàng này là hàng chuẩn Made in Japan, xuất sang các thị trường châu Âu, 7 kênh các bạn nhé. 7 kênh trở kháng là 6-16 ohm, 7 kênh loa rè ao đầy đủ hết luôn. Trở đường qua thì có 3 cổng và 1 cổng ra FM các thứ, rồi rè ao analog đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, 7 kênh, cái cần gạt điện đấy các bạn. Nguyên zin chưa sửa chữa, đã test nhưng mà lên nguồn đóng le công suất nhưng không ra tiếng. Mặt nhôm màu vàng chanh, 17 cân, quá khủng luôn. Thanh lý lỗ cho các bác 1.300.000 đồng không bao ship. Mặt nhôm màu vàng chanh và hình thức thì còn rất đẹp các bác nhé. Hình thức thì còn rất đẹp, quá trình bát chắc đầy đủ. Các cái núm này đều bằng đây, bọc nhôm hết các bác nhé, bọc nhôm hết này. Ở giá 1.300.000 không bao ship, thanh lý lỗ cho các bác. Đấy, các bác nào mặc cả thì đừng liên hệ với em nhé, em thanh lý lỗ thôi các bác nhé. Cặp loa bát 10 xem là bát bát 12 của Onkyo một cân được các bác nhé, cân bị mục rồi. Thanh lý cho các bác 200.000 đồng, đường kính nam châm rất to luôn, 9.5cm, củ rất gấu luôn các bác nhé. 200.000 đồng các bác về đi đâu thay gần giúp em. 200.000 đồng không bao ship, quá rẻ luôn, đã test loa hát ok. Các bác có hỏi có loa hay zin hay không thì các bác nếu mà loa thay côn mà lại thay đủ các kiểu đi bán 200.000 thì thật các bác thả em vứt đi còn hơn các bác nhé. Loa để vẫn hát tốt và nguyên zin, hãy mục gân thôi. Đấy. Tiếp đến là một cái cặp loa Pioneer SG710V của Pioneer, công suất 75W một loa. Và đây cấu hình thì gồm có hai bát và một tép. Đây, một tép ở trên. Đây, là tép này, tép từ kép đây, Pioneer. Đây là một con súp, đây là súp thật chứ không phải súp cộng hưởng đâu nhá. Đây nguồn dây loa, đây củ, đây màng loa các thứ đầy đủ, dây loa đây. Đấy, hai bát đây, màng là màng carbon. Tất cái dòng Pioneer thì về phải thay lại gân hết các bạn nhá, vì gân bị mục hết rồi, gân là gân cao su bị mục logo Pioneer. Màng carbon, gân mút zin, à xin lỗi các bác, là gân này mút thì đã thay. Tại vì cái gân zin của nó là gân cao su, theo thời gian nó đã mục rồi các bạn. Đấy.
chất đâm của con Piller này có cái úp súp mà úp ngược đánh rất phê luôn các bác nhá. Đây đã test thử đây. Đấy. Về thước loa thì mặt tiền thì đẹp xuất sắc rồi. Còn trong quá trình vận chuyển về nó bị trong cái đề can này các bạn ạ. Đấy, nó bị bóc cái đề can. Thì hàng cũ, hàng bãi Nhật thì nó khó tránh được những cái vết chóc thế. Thì cặp loa này em để cho các bác giá rất là bình dân thôi. Đây, tổng thể phía sau còn rất đẹp luôn. Made in Japan, 75W, trở kháng 6 ohm. Đấy, CD38. Đây, này cũng vậy. Con này các bác nhìn này, vận chuyển nó bị bong một ít về sau này. CD38 còn lại tổng thể đều đẹp hết. Cái này ốp nhựa. Dám để cho các bác cặp loa này. Cặp loa này có cả cái căng em để bất ở ngoài sân rồi. Cái căng đẹp các bác nhá. Kích thước chiều ngang 23, cao 55, sâu 32, giá 2.500.000 đồng các bác nhé. Giá trên không bao gồm phí ship. Một cặp loa rất ngon của Pioneer, nghe nhạc rất ok luôn các bạn. Hai bát 16 và một tép giấy từ kép. Để em đi lấy cái căng để em quay cho các bác luôn. Đây, cái căng về thì vẫn còn vải bốc vẫn còn đẹp hết các bác nhé. Về cái này nhựa cái này giặt đi được. Đây là xốp này. Cái căng rất đẹp luôn. Giá cho cặp loa chỉ có 2.500.000 đồng không bao ship các bác nhé. Một dòng trợ loa chất của Pioneer Double Woofer 2 bass 16. Nghe nhạc rất là phê luôn cái dòng Pioneer này. Tiếp đến cuối cùng là cái cặp loa cũng của thương hiệu Pioneer. Nhưng đây là dòng phân khúc của dòng mini. Dòng để trong các cái phòng nhỏ thôi. Còn cái cặp loa này thì các bác có thể nghe trong cái diện tích tầm 30m² trở lại các bác nhé. Đấy. Tuy là cái dòng loa của loa dàn thôi nhưng mà chất âm của nó thì tuyệt vời hay. Với tầm giá chỉ 2.500.000. Ở đây là Pioneer của cái dòng phân khúc mini. Dòng này là phân khúc của loa bass 14 các bác nhá. Loa bass 14 màng carbon và một chép đôm ở trên. Dòng Pioneer này cũng phải thay lại gân vì gân cao su của nó mục hết rồi các bác nhá. Những cái dòng loa thay gân thì rất hết sức bình thường ở thị trường. Tại vì nó là gân cao su, theo thời gian thì nó cũng mục. Không chỉ những cái dòng loa bình dân mà những cái dòng loa rất đắt tiền BMB rồi những cái dòng loa rất đắt tiền Pioneer 70-20 triệu kia vẫn phải về thay gân bình thường các bạn nhé. Loa thay gân thì chuyện hết sức bình thường thôi. Đây là cái củ loa của nó, Pioneer đời cao thì được sản xuất tại China, Trung Quốc. Trở kháng loa 4 ohm, công suất là, đây em sẽ quay phía sau. Đây dòng loa rắc bắp chuối, các bác có thể nhìn thấy cái gỗ nó rất dày các bạn nhìn này. Đấy, gỗ rất dày. Pioneer công suất 80W, trở kháng 4 ohm. Những dòng loa model RS70NR Made in China, những dòng đời cao. Loa gọi là loa bookshelf, dòng loa nhỏ nghe phòng ngủ, bàn làm việc, dòng bóc loa bắp chuối. Kích thước của một loa chiều ngang 17, cao 28, sâu 26. Dám để cho các bác chỉ có 1.200.000 đồng các bác nhé. Giá rất là bình dân cho cặp loa Pioneer Bass 14. Hình thức còn đẹp xuất sắc tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Cái thương hiệu loa Pioneer thì rất nổi tiếng ở thị trường Việt Nam rồi, chất tâm rất là hay trong cái tầm giá 1.2 triệu các bác nhé. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Đây căng của loa cũng đầy đủ hết rồi. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và gặp lại.